À, chào chị và các bạn, thì anh để hôm nay em đại diện cho nhóm lâm sàng một của Tiền Giang trình bày về chuyên đề là thuốc mê tĩnh mạch. Đầu tiên là giới thiệu về thuốc mê tĩnh mạch. Thuốc mê tĩnh mạch là một loại thuốc thì thường được sử dụng ở đường tĩnh mạch. Nó có tác dụng nó là làm cho bệnh nhân mất cho bệnh nhân mất ý thức, mất cảm giác và mất phản xạ. Cái thuốc này nó ức chế lên hệ thần kinh trung ương nhưng mà ức chế nó có hồi phục ở liều điều trị. Về các về thuốc mê tĩnh mạch thì bao gồm ba loại chính, đó là nhìn chung có ba loại, đó là gây mê cục bộ, đó là local anesthesia và gây mê vùng, đó là regional anesthesia, và gây mê toàn thân, đó là general anesthesia. Thì đối với cái gây mê cục đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ bộ về các loại gây mê. Thì đối với cái gây mê cục bộ á, thì thường được sử dụng trong các phẫu thuật nhỏ như là khâu hoặc là loại bỏ nút ruồi. Lúc này thì tri giác của bệnh nhân thì vẫn còn tỉnh táo. Đối với cái gây mê vùng á, thì chỉ làm mất cảm giác một phần lớn của cơ thể bệnh nhân nhưng mà bệnh nhân vẫn còn cảm giác và thường được sử dụng ở trong mổ lấy thai, phẫu thuật vùng tay, chân, bụng. Đối với gây mê toàn thân là general anesthesia thì bệnh nhân mất cái cảm giác và mất ý thức, dùng trong các loại phẫu thuật lớn. Trong đó thì cái gây mê toàn thân thì được chia làm ba loại nữa, đó là gồm có gây mê hô hấp, đó là gây mê hô hấp đó là total inhalation anesthesia, gây mê cân bằng đó là balance anesthesia và gây mê tĩnh mạch total intravenous anesthesia, gọi là tắt là TIVA. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thuốc sơ lược về thuốc mê hô hấp. Đây là cái phương pháp thuốc mê, đây là phương pháp dùng thuốc mê qua đường hô hấp, là phương pháp gây mê đầu tiên được dùng để gây mê cho bệnh nhân. Thuốc mê ở thể hơi, nếu mà thuốc mê ở thể lỏng thì phải được biến hành thể hơi trước khi vào bệnh nhân. Khi bệnh nhân hít vào thuốc mê từ ngoài đi qua vùng mũi, miệng, thanh khí quản vào phế nang, vì cái nồng độ thuốc mê ở trong phế nang cao hơn ở trong máu nên là thuốc mê đi vào máu đến các cơ quan, trong đó có não bộ, và thuốc mê đạt được cái nồng độ thích hợp ở trong não bộ thì sẽ làm cho bệnh nhân mất ý thức, tức là gây ra cái tình trạng mê. Khi mà không được cái cung cấp thuốc mê hô hấp nữa thì thuốc mê nó sẽ thoát ra ngoài vì cái nồng độ thuốc mê trong máu này nó sẽ cao hơn bên ngoài. Khi nồng độ thuốc mê nó giảm tới một mức độ nhất định thì bệnh nhân sẽ tỉnh dần lại. Và các thuốc mê hô hấp thì được đưa vào cơ thể sinh vật. Ở cơ thể bệnh nhân thì có khả năng ức chế hệ thần kinh trung ương tạm thời với những tính chất sau, đó là gồm có gây ngủ, giảm đau, mềm cơ. Mặc dù mỗi thuốc có tác dụng nổi trội ở mặt này mặt kia và cho phép và tạo thuận lợi trong quá trình phẫu thuật. Ở trong gây mê hô hấp đó, thì lúc khởi mê thì cho bệnh nhân một lượng thuốc mê ở dưỡng khí cao, nồng độ thuốc mê tăng dần. Khi duy trì mê thì cho bệnh nhân thở một lượng thuốc mê thích hợp để nồng độ thuốc mê được duy trì. Ở trong giai đoạn thoát mê đó, thì giảm thuốc mê trong hơi thở, người bệnh sẽ tỉnh dần lại. Đây là cái xu hướng hiện đại. Hiện nay là phối hợp thuốc mê với thuốc giãn cơ, áp viện, thậm chí cả thuốc an thần để giảm liều của mỗi thứ thuốc, làm tăng chất lượng cục mê mà bệnh nhân vẫn đảm bảo được an toàn. Trong khi gây mê thì bệnh nhân có thể tự thở hay là phải chịu hô hấp chỉ huy qua mũi, mặt nạ hoặc là mặt nạ thanh quản hoặc ống nội khí quản. Người gây mê thì theo dõi bệnh nhân bằng các dấu hiệu lâm sàng hoặc là các dữ liệu thông qua các máy theo dõi khác nhau để điều chỉnh độ mê hay xử lý các biến chứng. Về các giai đoạn mê, đó là khi được gây mê thì người bệnh đi từ trạng thái tỉnh đến mê. Khi chấm dứt cuộc mê thì người bệnh đi từ trạng thái mê trở lại trạng thái tỉnh. Thì thường người bệnh sẽ trải qua 4 giai đoạn là tiền mê, khởi mê, duy trì và thoát mê. Đối với cái loại tiếp theo đó là gây mê tĩnh mạch toàn phần. Đây là cái phương pháp gây mê toàn thân bằng cách sử dụng phối hợp thuốc mê, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến và thuận lợi trong gây mê, nhất là trong phẫu thuật tim, phẫu thuật thần kinh, do những thuốc gây mê có thời gian tác dụng ngắn và tác dụng phụ.
Một cái phương pháp gây mê toàn thân mới hiện nay đó là phương pháp gây mê tĩnh mạch với nồng độ đích, đó là gọi là còn gọi là target control infusion hay gọi là TCI. Đây là một cái phương pháp sử dụng cái phần mềm trên máy tính, sử dụng phần mềm trên máy tính không có cái bơm tim điện, nó giúp định ra được cái nồng độ của mê ở trong huyết tương tại thời điểm đó dựa trên dược động và dược lực học của thuốc. Và cái phương pháp này thì được sử dụng với thuốc Robofol, thì bác sĩ sẽ cái căn cứ vào cái tình trạng của bệnh nhân như là tuổi tác, cân nặng và nồng độ Robofol trong máu. Ở trong phẫu thuật gây mê tĩnh mạch thì nếu kết hợp dụng cụ theo dõi độ mê nó là B-spectral index hay gọi là BIS sẽ giúp cho người bệnh đạt được nồng độ mê thích hợp và tránh mê quá nhiều hay mê quá ít, nhất là bệnh nhân tỉnh dậy trong lúc đang mê. Về phương pháp TCI, đây là một cái kỹ thuật mới được dùng ở trong thuốc mê tĩnh mạch, đặc biệt thì chỉ được sử dụng đối với Propofol. Và phương pháp này thì nó giúp khắc phục cái nhược điểm của phương pháp gây mê tĩnh mạch toàn thân, gây mê tĩnh mạch TIVA, bởi vì thì nó duy trì được cái độ mê. Cùng với sự phát triển của các khái niệm mới về dược dược động và dược học của thuốc thì phương pháp sử dụng phương pháp gây mê TCI thì ngày càng được sử dụng rộng rãi trong gây mê hồi sức. Và cái phương vì bởi vì phương pháp này nó tăng được cái độ an toàn và cho phép được dự đoán thời gian tỉnh của bệnh nhân. Về cái phương pháp gây mê tiếp theo nó là phương pháp gây mê cân bằng, là cái thuật ngữ lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1942 khi Ribris giới thiệu về các thuốc giãn cơ được sử dụng với thiobentan nitroxid, tức là N2O, đã kiểm soát được tình trạng giãn cơ dù bệnh nhân được gây mê với nồng độ mê nhẹ. Phương pháp này rất khó ngăn cản được những đáp ứng vô thức của cơ thể với tác động phẫu thuật. Và năm 1947 thì Mayo đã thêm thuốc giảm đau mepiridine vào cái công thức trên thì đã kiểm soát được tình trạng mê tốt hơn và đã đặt nền tảng cho gây mê cân bằng hiện đại. Thì tuy nhiên là phương pháp gây mê cân bằng hiện đại thì cũng ít được sử dụng. Ở trong gây mê hiện đại thì thuật ngữ gây mê cân bằng được hiểu hầu hết trong những trường hợp gây mê, nó không còn hạn chế chỉ sử dụng với thiobentan, thuốc giảm đau áp phiện và nitroxid N2O, mà nó kết hợp rộng rãi giữa thuốc giảm đau áp phiện, opioid, thuốc mê hô hấp hay thuốc mê tĩnh mạch tùy theo mức độ công kích và từng giai đoạn phẫu thuật. Người ta có thể điều chỉnh từng loại thuốc mê để đáp ứng được nhu cầu của cuộc mê. Thì em mới trình bày xong về sơ lược về các loại mê toàn thân. Về tóm lại thì gây mê tĩnh mạch nó nằm cái phương pháp gây mê phương pháp gây mê toàn thân bằng cách dùng phối hợp các thuốc mê tĩnh mạch, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc giảm đau, giãn cơ. Thì mục đích chính của việc gây mê thì mục đích chính của việc gây mê toàn thân đó là giúp cho bệnh nhân bất tỉnh và không có cảm thấy đau trong quá trình phẫu thuật. Có 5 loại thuốc gây mê toàn thân chính đó là thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp, thuốc an thần sử dụng đường tĩnh mạch, thuốc giảm đau opioid và thuốc chế hành kinh cơ. Thì mỗi loại nó có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Dạ. Đó, cái khái niệm gây mê tĩnh mạch toàn phần là gì vậy? Dạ, gây mê tĩnh mạch toàn phần là phương pháp gây mê toàn thân bằng cách dùng các phối hợp thuốc mê tĩnh mạch, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ. Rồi lấy ngủ ở đâu? Dạ mẹ lấy ngủ ở à, dạ mẹ lấy ngủ ở trên mẹ ở trên những cái tài liệu mua sô-cô-la đó chị. Ừ, nhưng mà có câu nào nó ghi vậy không? Dạ cái hình kế bên thì bạn chỉ giới thiệu cái năm cái loại thuốc thôi chứ bạn không có đưa vô cái khái niệm ở trong đây. Nhưng mà mấy bạn lấy bên đây dịch qua bên đây nè. Cái máy tính mà toàn phần nè. Với bạn chỉ nói là các loại thuốc gây mê được sử dụng, gây mê toàn thân được sử dụng thôi chứ. Còn cái việc phối hợp giữa thuốc mê tĩnh mạch, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc giảm đau là sử dụng chống gì vậy?
Tiếp theo là các loại thuốc gây mê, tiếp theo là các loại thuốc gây mê sử dụng để tĩnh mạch, thì bao gồm các nhóm là barbiturat, đại diện là các thuốc là aminobarbital, thiamilan, thiobental, methohexital, các thuốc nhóm benzodiazepin, gồm có diazepam, lorazepam, midazolam. Thì hiện nay cái thuốc nhóm benzodiazepine này được phong vào cái nhóm thuốc an thần. Còn cái nhóm thuốc tiếp theo là aricin, chlorhexamine, đại diện của thuốc là, đại diện của nhóm này là ketamine. Nhóm imidazole thì gồm có etomidaz và cái nhóm alkyl phenol gồm có robuphol. Về các yêu cầu trong việc lựa chọn thuốc mê tĩnh mạch thì đầu tiên là thuốc là phải khởi mê nhanh, dịu dàng, không có tác dụng kèm theo như là tăng trương lực cơ, kích thích, giảm thiểu các tác dụng phụ đối với hệ hô hấp và tuần hoàn, có tác dụng giảm đau càng nhiều càng tốt, phục hồi nhanh khi chấm dứt sử dụng và khi tỉnh mê, có ít tác dụng khó chịu như là kích thích, ảo giác, nôn mửa, không có tác dụng phóng thích các histamine làm giảm áp lực nội sọ, làm giảm tiêu thụ oxy tế bào não, hòa tan và ổn định trong dung môi nước, có thể dùng đồng thời thời gian dài sau khi pha. Thì theo em biết thì hiện nay thì chưa có cái thuốc mê nào đáp ứng hết được tất cả các yêu cầu trong đây. Về giới thiệu về các loại thuốc mê tĩnh mạch, gồm có là cái thuốc thường sử dụng đó là robuphol, ketamine, thiobental, etomidaz, nhóm thuốc benzodiazepine thì hiện nay nó được phân vào cái nhóm thuốc an thần. Còn cái nhóm còn thuốc gamma OH thì nó tác dụng nó giống như ketamine nhưng tác dụng dạng hơn và nó nguy hiểm hơn khi sử dụng. Tiếp theo là cơ chế hoạt động của thuốc mê tĩnh mạch. Thì các thuốc mê tĩnh mạch thì tác động chủ yếu vào hai kênh là kênh ion gamma aminobutyric acid như là các thuốc robuphol, etomidaz, thiobental và kênh n-methyl diaspartat như là thuốc ketamine, nó có tác dụng gây mất ý thức và giảm đau. Về tiếp theo là cơ chế hoạt động. Đầu tiên là cơ chế hoạt động của thuốc tác dụng lên kênh ion GABA. Thì có hai cái hình. Hình bên trái là without anesthetic là không có sử dụng cái thuốc mê, và hình kế bên là có sử dụng thuốc mê. Thì cái cơ chế hoạt động của cái thuốc mê tác động lên kênh ion GABA thì nó sẽ kết nối với cái thụ thể GABA kết nối với các thụ thể GABA trên màng tế bào thần kinh, khi được kích hoạt nó sẽ làm khi được kích hoạt thì nó sẽ kích thích hoặc là kết hợp mạnh mẽ với thụ thể GABA. Khi GABA kết hợp vào thụ thể này thì nó sẽ mở ra cái kênh ion và làm cho ion clo trừ nó vào bên trong tế bào và nó làm tăng cái và nó làm cho màng bên trong tế bào tích điện thái âm. Và nó không xảy ra thử cực, nó dẫn đến hiện tượng là ức chế dẫn truyền và ức chế hành kinh trung ương, nó tạo ra tình trạng là mất tri thức. Tiếp theo là đối với thuốc tác động lên kênh ion NMDA, thì ở trên cái thụ thể MDA nó có kênh ion là glutamate. Khi glutamate kích hoạt thụ thể MDA thì cái kênh ion này sẽ mở ra và nó sẽ làm cho magie 2 cộng đi ra ngoài tế bào và các ion như là natri, kali nó đi vào bên trong tế bào kinh. Khi mà cái thuốc mê ketamin nó gắn kết vào vị trí trên thụ thể nó gắn kết trên thụ thể NMDA và nó sẽ ức chế hoạt động của cái kênh ion này, nó sẽ làm giảm sự dẫn truyền tín hiệu của glutamate, nó sẽ làm đóng kênh NMDA và làm cho các ion dương như là natri, canxi không vào trong bên trong được và nó sẽ không xảy ra hiện tượng cực cực dẫn đến ức chế hành kinh trung ương, gây mất tri giác. Ngoài ra thì ức chế thụ thể NMDA cũng làm giảm sự nhạy cảm của hành kinh trung ương đối với các kích thích đau.
Tóm tắt lại về cơ chế hoạt động của hai thuốc tác dụng của thuốc tác dụng lên kênh GABA và tác dụng lên kênh NMDA. Đối với thuốc tác dụng lên kênh GABA thì nó sẽ tăng cường và kích thích hoạt động các kênh GABA trên màng tế bào, dẫn đến sự ức chế của hoạt động thần kinh và làm giảm khả năng truyền dẫn xung thần kinh. Đối với thuốc mà tác dụng lên kênh NMDA thì nó sẽ ức chế hoặc là chặn kênh NMDA, nó làm giảm cảm giác đau và có thể góp phần vào tình trạng mất ý thức. Ngoài ra thì các loại thuốc mê tĩnh mạch nó còn có tác dụng vào các kênh ion khác như là kênh natri và kênh canxi, nhưng mà tác động chính cũng là trên hai cái kênh là GABA và kênh NMDA. Tiếp theo là giới thiệu về các thuốc như mê tĩnh mạch. Đầu tiên là Robofol. Thì đây là loại thuốc hiện nay thì em thấy là sử dụng trên lâm sàng. Tại vì ở bên Tiền Giang em đi thì chỉ thấy đang sử dụng Robofol thôi. Thì cái liều lượng đó là 20mg trên liều lượng là 20mg trên ml. Hiện tại cái ống bên em sử dụng là 20ml. Về đặc điểm đó là về đặc điểm của Robofol, nó là công thức hóa học của thuốc nó là 26-diisoprobenphenol. Đây là dẫn xuất của phenol, nó là axit hữu cơ yếu với pKa là 11. Robofol thì tan nhiều trong lipid, hiện nay thì nó có dạng dung dịch màu trắng như sữa. Cả hai nồng độ trên thì đều có nguy cơ nhiễm khuẩn nên cần phải được sử dụng ngay sau khi mở. Dung dịch đệm esta hoặc là sodium meta bisulfite nó có vai trò làm giảm nguy cơ nhiễm trùng, nhưng mà đối với một loại Robofol thường được đã được sử dụng rồi thì không nên sử dụng quá 6 giờ. Về dược động học đó là Robofol thì nó gắn với chủ yếu là gắn với albumin tới 98%. Đối với thời gian tìm phục thì từ 30 đến 50 giây, thời gian tác dụng là từ 5 đến 10 phút. Và thời gian bán thải phần 2 alpha là từ 2 đến 4 phút, và thời gian bán thải beta là từ 30 đến 40 phút. Thuốc thì được chuyển hóa qua gan và thải qua thận. Dược lực đó là tác dụng trên hệ thần kinh trung ương. Ở liều khởi mê thì thuốc gây mất tri giác nhanh sau 30 đến 45 giây. Robofol thì có tác dụng đó là làm giảm lưu lượng máu não, giảm tiêu thụ oxy não và làm giảm áp lực nội sọ. Áp lực tưới máu não thì còn tùy thuộc vào huyết áp trung bình, xét sau cùng thì Robofol thì thích hợp sử dụng cho bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ. Thuốc còn ngoài ra thì thuốc có tác dụng chống động kinh và có thể gây ra các cử động bất thường như là run cơ, tăng trương lực cơ. Tiếp theo là tác dụng của Robofol trên hệ hô hấp. Thì Robofol gây ức chế hô hấp phụ thuộc liều, nó làm giảm thể tích thượng lưu và tần số thở, gây ngưng thở thoáng qua ở liều khởi mê, và ức chế phản xạ thanh quản và có tác dụng giãn phế quản. Đây là cái tác dụng có lợi trên bệnh nhân có tiền sử là hen phế quản CVD hoặc là có các khí phế quản. Về tác dụng trên tim mạch, đó là Robofol nó làm giảm tiền phế hậu tải và sức co bóp cơ tim, dẫn đến là tụ huyết áp và giảm cung lượng tim, tụ huyết áp nặng ở những bệnh nhân mà có giảm thể tích tuần hoàn. Mức độ áp thì tùy thuộc vào liều và tốc độ tim. Do có tác dụng ức chế phản xạ áp lực nên là Robofol không gây tăng nhịp tim. Tiếp theo là tác dụng của Robofol lên các cơ quan khác. Nói với hệ cơ xương thì Robofol an toàn cho bệnh nhân có tiền căn là tăng huyết áp tính, bệnh lý cơ. Trên hệ tiêu hóa thì làm giảm phản xạ nuốt nhưng mà hồi phục nhanh, không làm giảm nhu động ruột. Hệ tiết niệu, gan mật thì không ảnh hưởng, không gây tăng tiết histamine. Về cái tác dụng không mong muốn của Robofol tác dụng đầu tiên là đau khi tim xảy ra tới 20 đến 90% các bệnh nhân,
thường xuất hiện khi tiêm vào những tĩnh mạch nhỏ ở cổ tay hay bàn tay. Tỷ lệ đau giảm khi tiêm thuốc vào các tĩnh mạch lớn, hoặc là có thể giảm đau bằng tiêm lidocaine tĩnh mạch trước khi sử dụng Romifol với liều nó là 0,1 mg một ký. Phản vệ thì hiếm xảy ra, khoảng 0,2%. Lây truyền các tác nhân gây bệnh thì cho nên cần thêm các bảo quản eta sulfit vào trong một số dụng đồ chế. Tiếp theo là hội chứng tiếp theo là một hội chứng gây ra bởi Romifol, đó là hội chứng tiêm truyền Romifol. Ở đây là một cái biến chứng hiếm gặp nhưng mà tỷ lệ tử vong cao. Cách xử lý tốt nhất đó là mình phòng ngừa trước khi sử dụng Romifol. Thì đây nhóm em có tìm được một cái tài liệu cập nhật lâm sàng, sau buổi trình này em sẽ gửi cho mấy bạn. Thì yếu tố nguy cơ dẫn tới hội chứng tiêm truyền Romifol bao gồm là sử dụng thuốc an thần bằng Romifol liều cao kéo dài thời gian lên trên 48 giờ và hoặc liều lớn hơn 40 mg bậc ký trên giờ hoặc lớn hơn 67 microgram bậc ký trên phút. Về tuổi, đối với Romifol có chấm chỉ định cho bệnh nhân dưới 16 tuổi trong an thần liên tục ở ICU. Giảm tiếp theo, yếu tố nguy cơ tiếp theo đó là giảm lượng carbonate ở bệnh nhân đói khi gần phẫu thuật, xảy ra trong bệnh nhân đói gần phẫu thuật, xin dưỡng bệnh gan. Truyền tĩnh mạch liên tục trên người bệnh nặng như là nhiễm trùng huyết, chấn thương đầu, trạng thái động kinh, đang dùng corticoid phần mạch và thiếu hụt chất carnitin. Về lâm sàng của hội chứng tiêm truyền Romifol, đối với tim mạch thì là suy tim và rối loạn nhịp, thường là rối loạn nhịp thấp, biểu hiện là quy rớt nghiêm trọng, hoặc là biểu hiện điện tim giống như hội chứng Fukuda, vô tâm thu và nhịp chậm. Đối với gan thì sẽ tăng men gan, gan to, gan nhiễm mỡ. Đối với cơ xương sẽ gây tình trạng là tiêu cơ vân. Trên thận thì sẽ gây là tổn thương thận cấp. Đối với chuyển hóa thì sẽ làm tăng lát phát, nhiễm toan và tăng kali máu. Về điều trị chứng tiêm truyền Romifol thì những điều trị là ngưng Romifol ngay. Đối với tim mạch thì hỗ trợ tuần hoàn với các thuốc inotrop như là dobutamine, mirinol hay là can thiệp cơ học là thở ECMO. Nhịp chậm thì sử dụng máy tạo nhịp, cân nhắc bộ 3 để tăng hiệu quả, đó là mirinol, glucagon, canxi, lọc máu liên tục nếu có toan máu nặng hoặc là tổn thương thận cấp có trình lọc máu. Thay huyết tương nếu là triglycerides tăng cao, cân nhắc thêm nếu có hội chứng giống như nhiễm trùng. Thì cái hội chứng tiêm truyền Romifol cụ thể chi tiết thì em sẽ gửi cái file cho các bạn. Đối với phòng ngừa hội chứng tiêm truyền Romifol, tiêu nó luôn cố gắng truyền Romifol 40 mg một ký trên giờ. Nếu truyền liều cao thì nên cố gắng truyền dưới 48 giờ và cân nhắc thay thế thuốc khác nếu cần truyền liều cao và kéo dài. Phải đảm bảo đủ năng lượng từ nguồn carbohydrate lên từ 6 đến 8 microgram một ký một phút và chủ động theo dõi các mặt cơ gợi ý hội chứng CK, lọc máu và triglycerides. Vì khi mình sử dụng chỉ định của Romifol, đó là Romifol được sử dụng để khỏi mê, duy trì mê trong gây mê toàn diện, an thần cho bệnh nhân tại ICU. Và sử dụng trên các ca phẫu thuật ở trong ngày, dùng cho bệnh nhân bị hen, tăng có hát phế quản, phối hợp với thuốc viện, đặt nách thanh quản, đặt nội khí quản, không sử dụng đặt nội khí quản, không dùng thuốc giãn cơ. Các phẫu thuật thần kinh lợi ích cho bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ. Phẫu thuật tim bằng kỹ thuật TCI hoặc là an thần tại ICU. Đối với Romifol thì trên ICU thì bệnh nhân thường được sử dụng an thần
thuốc nhóm thuốc là an thần là bên nó là benzodiazepine, còn nó với sử dụng carbamazepine thì không thường hay không thường được sử dụng ở trên bệnh nhân cho bệnh nhân tại ICU. Đối với các phẫu thuật tim mà kỹ thuật BCCI thì ở đây em có tìm hiểu được một cái nghiên cứu mới hiện nay, nó là so sánh lợi ích giữa cái phẫu thuật tim trên bệnh nhân sử dụng robot phone và sử dụng cái sifalogram. Thì chỉ định thì cái chỉ định phẫu thuật chỉ định robot phone cho bệnh nhân sử bệnh nhân phẫu thuật tim bằng phương pháp PCI thì do tác dụng của robot phone là nhanh, và nó tác dụng nhanh và nó tỉnh nhanh, và nó là thuốc duy nhất được sử dụng bằng kỹ thuật TCI. Nhưng mà một cái nghiên cứu mới hiện nay thì theo theo em tìm hiểu thì cái sifalogram thì nó tốt hơn cho bệnh nhân phẫu thuật tim. Đây là một cái nghiên cứu về so sánh tác dụng bảo vệ cơ tim của sifalogram với sử dụng robot phone ở trong phẫu thuật tim với tuần hoàn ngoài, ngoài cơ thể được thực hiện bởi bệnh viện quân bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thì các mục tiêu của nghiên cứu là để so sánh tác dụng bảo vệ cơ tim của sifalogram sử dụng liên tục trong suốt quá trình gây mê với gây mê tĩnh mạch robotic toàn bộ ở trên bệnh nhân phẫu thuật tim ngoài cơ thể. Đối với về cái đối tượng nghiên cứu thì gồm có nghiên cứu trên 56 bệnh nhân, thời gian là khoảng thời gian là 6 năm. Về phương pháp tiến hành đó là cho chia bệnh nhân thành hai nhóm, mỗi nhóm 28 bệnh nhân và tiến hành nghiên cứu. Thì sau kết quả nghiên cứu thì ghi nhận được sau kết quả nghiên cứu thì ghi nhận được đó là nồng độ CKMB và troponin trong huyết tương của hai nhóm đều của hai nhóm thuốc đó là đều tăng lên, đều tăng sau phẫu thuật. Tuy nhiên thì nồng độ CKMB trong huyết tương sau phẫu thuật 6 giờ và 24 giờ, 48 giờ và nồng độ troponin huyết tương sau phẫu thuật 24 giờ của nhóm gây mê bằng sifalogram thì nó thấp hơn nhóm gây mê bằng robotic và có ý nghĩa thống kê. Thì điều đó chứng tỏ là sifalogram được sử dụng liên tục trong suốt quá trình gây mê có tác dụng làm giảm tổn thương cơ tim so với gây mê tĩnh mạch bằng robotic. Ngoài ra thì ở trong nghiên cứu này thì cái nhóm gây mê bằng sifalogram có thời gian tim đập lại và tỷ lệ bệnh nhân phải sử dụng máy tạo nhịp tim sau hạ kẹp động mạch chủ và tỷ lệ bệnh nhân phải sử dụng thuốc inotrop ở trong và sau phẫu thuật đều thấp hơn cái nhóm gây mê bằng robotic. Kết luận của nghiên cứu này đó là sử dụng sifalogram sử dụng liên tục trong suốt quá trình gây mê ở bệnh nhân phẫu thuật tim với tuần hoàn ngoài cơ thể thì có tác dụng làm giảm tỷ lệ sử dụng máy tạo nhịp và thời gian tim đập lại sau thả động mạch chủ làm giảm tổn thương cơ tim và nhu cầu trợ tim trong và sau mổ so với robotic sử dụng đường gây mê tĩnh mạch toàn bộ. Về chống chỉ định của robotic thì robotic chống chỉ định với bệnh nhân có dị ứng với thuốc hoặc các thành phần miễn dịch khởi mê và duy trì mê cho trẻ dưới 1 tháng tuổi và an thần cho bệnh nhân ICU dưới 16 tuổi. Thuốc cần được dò liệu khi sử dụng khởi mê ở người lớn thì sử dụng ở người lớn thì sử dụng từ 1,5 đến 2,5 mg một ký tim tĩnh mạch chậm. Ở Tiền Giang thì hiện em đang thấy sử dụng liều từ 2 đến 2,5 mg một ký tim mạch chậm. Đối với trẻ em thì liều từ 3,5 đến 4 mg một ký tim tĩnh mạch chậm. Ở người già trên 55 tuổi thì liều 1,6 đến 1,7 mg một ký. Tốt nhất nên tim mạch chậm và dò liều, đặc biệt ở người bệnh nhân rất lớn tuổi. Về sử dụng robotic để duy trì mê thì liều lượng đó là từ 100 đến 150 nanogram một ký trên phút, bolus 1 mg một ký, sau đó truyền tĩnh mạch 10 mg một ký trên giờ trong 10 phút đầu. Và giảm xuống 8 mg/kg trên giờ trong 10 phút tiếp theo, và
giảm còn 60 g một ký trên giờ đến cuối của cuộc mổ. Về kỹ thuật sử dụng đó là sử dụng bằng kỹ thuật TIVA hoặc là TCI. Thuốc mê tĩnh mạch duy nhất, đây là cái loại thuốc mê tĩnh mạch duy nhất được sử dụng dưới dạng gây mê tĩnh mạch theo nồng độ đích là TCI. Về lưu ý đó là lưu ý khi sử dụng carbofol hoặc còn giảm liều trên những bệnh nhân trên 55 tuổi và bệnh nhân có HSE độ 3 và độ 4, đặc biệt là những bệnh nhân bị suy yếu chức năng tim, yêu cầu liều dùng sẽ nhỏ hơn và tổng liều lượng carbofol 1% có thể giảm tới mức 1 mg bậc ký hoặc nhỏ hơn. Ở những bệnh nhân này thì nên truyền với tốc độ chậm hơn khoảng 20 ml, tương ứng với 20 mg trong mỗi 10 giây. Đối với bệnh nhân tại ICU thì liều khởi đầu để an thần cho bệnh nhân đó là từ 0.5 mg một ký, sau đó phải duy trì liều từ 0.5 đến 4 mg một ký trên giờ. Về một cái chi tiết thêm cho robofol này, robofol được biết robofol là nguyên nhân gây cái chết của ông vua Nhật Bớp hay còn chết xanh do là ông sử dụng quá liều thuốc robofol tại nhà để trị bệnh để trị chứng mất ngủ. Về thuốc tiếp theo đó là etomidat. Chị là do ổng sử dụng cái chất gây nghiện, sau đó thì ổng mất ngủ và ổng tìm tới cái ông bác sĩ là Conrad Murray. Sau đó thì cái ông bác sĩ này bằng cách nào đó, bằng cái mối quan hệ của mình đó chị, ổng liên hệ để ổng mua robofol để cho Michael Jackson, để cho để trị bệnh mất ngủ cho Michael Jackson. Và sau đó thì Michael Jackson sử dụng quá liều và gây chết, và cái ông bác sĩ Conrad Murray này bị nhận án tù hình như là 2 năm về cái tội là ngộ sát cái ông vua Nhật Bớp Michael Jackson đó chị. Thì có dạ, thì, dạ năm 2009 đó chị, chị có thể search trên mạng đó chị, có rất là nhiều bài. Chị không có biết bài báo đó, lại chị mới tin. Dạ hay quá ha. Dạ chết chỉ gì luôn, dữ thiệt. Rồi gửi bài báo đó chị. Dạ luôn hả chị. Tiếp theo là thuốc etomidat. Về tính chất lý hóa của thuốc etomidat thì thuốc etomidat cũng tác dụng lên kênh GABA. Đây là một cái loại carboxylat imidazole. Etomidat thì nó rất tan trong mỡ, được sử dụng ở dạng 0.2% trong 35% propylen glycol pH 6.9. Và thuốc này thường gây đau khi tiêm và có thể gây viêm tắc và huyết khối tĩnh mạch. Về đặc điểm đó là etomidat tạo ra tác dụng gây mê bằng bằng cách là tác động trực tiếp và đặc hiệu trên receptor GABA. Etomidat làm thay đổi đặc tính của một số amino acid trên dưới nhóm beta receptor GABA và làm thay đổi hoạt tính của kênh CL trừ. Về cơ chế thì em đã trình bày ở trên. Về dược điều động học, etomidat được mô tả theo hình thức dược động học ba khoang mở, bao gồm có là phong phối ban đầu từ 2 đến 3 phút đến khu vực trung tâm là máu và là máu và não. Khi nồng độ giảm tới 0.5 microgram trên ml thì từ giấc ngủ sâu chuyển sang giấc ngủ nông. Pha cuối cùng tương ứng với pha thải trừ, thời gian từ 4 đến 5 giờ. Khi nồng độ thuốc trong máu dưới 0.2 microgram bậc ký, tương ứng với tình trạng tỉnh. Tiếp theo là dược lực của etomidat, thì tác động tác dụng trên hệ thần kinh trung ương. Thì etomidat thì gây ra giấc ngủ ngay sau khi thuốc vào não, liều là từ 0.3 microgram bậc ký, tiêm trong vùi đến 30 giây. Giấc ngủ xuất hiện sau 30 giây và kéo dài đến 4-6 phút. Thời gian tăng lên khi tiêm chậm. Về liều truyền đó là liều là 0.1 mg/ký trên phút, gây ra ngủ trong vòng 136 giây.
bệnh nhân có thể tự mở mắt không thường xuyên sau 10 phút với nồng độ trong máu là 0,2 đến 0,6 mg trên ml và tỉnh hoàn toàn sau 20 đến 40 phút tùy vào liều dùng. Thời gian tác dụng của thuốc thì tùy thuộc vào liều ít hoặc không gây tích lũy khi dùng nhắc lại. Ranh giới liều an toàn của etomidate rất rộng, liều gây chết người thường gấp 30 lần liều gây mê. Đối với các thiobentan hay dobutamol thì con số này chỉ là 4 đến 5 lần. Về tác dụng của etomidate trên tim mạch thì nó rất ít sự thay đổi trong huyết động khi sử dụng. Trên các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch tác động trên trên các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch tác động trên huyết động của thuốc cũng không ảnh hưởng tầm trọng. Ở trên bệnh nhân có SA3 sử dụng etomidate liều 0,3 mg một ký sẽ thay đổi huyết động rất là ít. Etomidate thì không có tác dụng phòng ngừa sự thay đổi nhịp tim, huyết áp trong phẫu thuật nội khí quản. Etomidate gây tăng lượng máu vành đến 19% và không tăng tiêu thụ lactate và gluco của cơ tim, ức chế cơ tim yếu và thay đổi không nhiệt và thay đổi không nhiều tiêu thụ oxy cơ tim. Nên đây là loại thuốc hay sử dụng cho bệnh nhân có bệnh mạch vành. Etomidate thường ít ảnh hưởng trên tim mạch và giảm nhẹ sức cản hệ thống và huyết áp động mạch, làm giảm lưu lượng máu não và giảm áp lực nội sọ, nên là cũng sử dụng tốt cho bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ. Về tác dụng trên hô hấp thì liều từ 0,3 mg một ký phối hợp với thuốc tiền mê như là diazepam có thể gây ngừng thở trong 40% trường hợp. Liều là từ 0,45 mg một ký, tần số thở không tăng nhiều, thể tích khí lưu thông giảm và dẫn đến là sự giảm thở và tăng CO2. Tác dụng trên tuyến thượng thận, nó sẽ làm kiềm hãm chức năng của vỏ thượng thận bằng cách ức chế tổng hợp steroid chủ yếu ở men 11-beta-hydroxyla gây ra giảm tiết cortisol tích lũy các tiền chất như là 11-deoxy cortisol và làm giảm tiết androstenedione và tăng tiết ACTH, làm giảm đáp ứng của cơ thể với các stress, giảm huyết áp, và chính tác dụng này sẽ làm tăng tỷ lệ viêm phổi bệnh viện, làm tăng tỷ lệ tử vong, nhất là những bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn và sốc chấn thương. Về đây là cái cơ chế của tác dụng của etomidate trên tuyến thượng thận, nó gây kiềm hãm chức năng của vỏ thượng thận bằng cách ức chế tổng hợp steroid chủ yếu trên men 11 beta hydroxyla. Về chỉ định của etomidate được sử dụng để gây mê trong các phẫu thuật ngắn, soi tai mũi họng, gây mê trong bệnh nhân hen phế quản, bệnh nhân có bệnh tim mạch, mạch vành, bệnh van tim, và thường kết hợp với các nhóm thuốc họ morphin. Chỉ định trong bệnh nhân sốc nặng, đa chấn thương, phẫu thuật thần kinh sọ não và phẫu thuật mắt. Về chấm chỉ định của etomidate, chấm chỉ định tuyệt đối chống chỉ định tuyệt đối trên những cái cơ sở mà thiếu phương tiện hồi sức cấp cứu, trên bệnh nhân mà có suy thận không được điều trị, kinh chẩn định, chống chỉ định tương đối trên những có suy gan, phụ nữ có thai hoặc là trẻ em dưới 2 tuổi có bệnh chuyển hóa hoặc là di truyền. Tác dụng đó là tác dụng về liều lượng, đó là liều để khởi mê là 0,3 mg một ký, giảm liều ở bệnh nhân suy gan và người già. Do thuốc này hiện tại bên Tiền Giang em cũng không có sử dụng nên em cũng không biết cách nên sử dụng liều để cho bệnh nhân suy gan với người già. Tác dụng không mong muốn của etomidate, đó là đau khi tim, đó là xuất hiện từ 30-60%, viêm tắc tĩnh mạch là sẽ ra 20-30% sau 2-3 ngày. Tỷ lệ này tăng lên khi thuốc được tiêm vào các tĩnh mạch nhỏ. Về các cử động bất thường thì các triệu chứng này sẽ giảm sau khi sử dụng kèm với thuốc an thần như là benzo
diazepin hoặc là opioid. Nôn và buồn nôn sau phẫu thuật cũng hay xảy ra trên 30% các bệnh nhân. Ức chế chức năng của tuyến thượng thận, sử dụng kéo dài qua đường tĩnh mạch có thể gây giảm chức năng của tuyến thượng thận, vì vậy không nên truyền etomidate liên tục hoặc là diệt trì mê. Thì tiếp theo đó là thuốc ketamine. Ketamine là một dẫn xuất của phenylalanine có hai đồng phân, đó là ketamine S cộng và ketamine R trừ. Thuốc được bào chế ở dạng dung dịch không màu. Thuốc có pH dao động từ 3.5 cho tới 5.5 và pKa 7.5. Về dự đồng học của ketamine, đó là khác với các thuốc mê khác thì cơ chế tác dụng của ketamine đó là ức chế dẫn truyền thần kinh glutamate tại receptor NMDA. Sự ức chế receptor NMDA của ketamine là do cơ chế phong bế kalium gây ra tình trạng mê phân ly, và tác dụng giảm đau của ketamine đó là tình trạng mê phân ly thì được hiểu là tình trạng là bệnh nhân vẫn mở mắt nhưng mà bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng mê. Thời gian tiềm phục khoảng 30 đến 60 giây sau khi tiêm tĩnh mạch và 5 phút sau khi tiêm bắp. Thời gian tác dụng khoảng 5 đến 15 phút sau khi tiêm tĩnh mạch và 15 đến 20 phút sau khi tiêm bắp. Thời gian bán thải thêm 1/2 alpha là từ 10 đến 15 phút và thêm 1/2 beta là khoảng 3 giờ. Thuốc được chuyển hóa qua gan và thải qua thận. Về tác dụng của ketamine trên hệ kinh trung ương, ketamine không gây ngủ nhưng gây một tình trạng mê phân ly, được đặc trưng bởi tình trạng an thần, ức chế vận động, gây quên, giảm đau nông và thở ơ với ngoại cảnh. Ketamine làm tăng lưu lượng máu lên não, tăng nhu cầu oxy não và dẫn đến tăng áp lực nội sọ. Thuốc gây nói sản sau khi tỉnh mê, mất định hướng và bứt rứt, co giật, ảo giác khi tỉnh mê có thể kéo dài 24 giờ. Có thể hạn chế bằng cách tránh các kích thích phối hợp với thuốc phiện hoặc là thuốc midazolam. Vậy tác dụng của ketamine trên tim mạch đó là ketamine gây nhịp nhanh, tăng cung lượng tim và tăng nồng độ norepinephrine ở trong máu, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương và sức kẽ mao mạch được tăng từ 20-40%. Tác dụng trên hệ hô hấp đó là thuốc làm tăng nhẹ tần số thở, giảm phản xạ hô hấp với sự thay đổi của BACO2 và BOC nhưng ít hơn nhóm thuốc benzodiazepine. Phản xạ ho và phản xạ co thắt phế quản hiếm gặp nên được sử dụng an toàn cho bệnh nhân có hen phế quản. Về tác dụng của ketamine trên các cơ quan khác đó là trên hệ cơ xương khớp, thì nó làm tăng trương lực cơ ở những bệnh nhân có bệnh lý về cơ, làm tăng tác dụng của thuốc giãn cơ. Trên mắt thì làm tăng áp lực nội nhãn nên tránh dùng khi bệnh nhân có tăng áp lực nội nhãn. Về tác dụng phụ của ketamine đó là như tăng áp lực nội sọ, tăng lượng máu não, gây ảo giác về thính giác và xúc giác, gây ra kích động khi hồi tỉnh và giảm khi sử dụng benzodiazepine và lanidine. Ngoài ra ketamine còn gây tăng tiết nước bọt và dịch phế quản, nước mắt, tăng áp lực nội nhãn, song thị và rung dịch nhãn cầu. Về sử dụng ketamine trên lâm sàng, về chỉ định đó là để khỏi mê và duy trì mê. Thuốc có lợi trong trường hợp cần thở mê cho người bệnh trong tình trạng sốc, hen cấp tính nặng, người bệnh bị chèn ép tim và bỏng, an thần cho bệnh nhân tự thở, giúp giảm đau sau mổ, giúp giảm sử dụng morphine và tăng hiệu quả giảm đau. Về chống chỉ định tiền đối của ketamine đó là bệnh nhân có rối loạn về porphyria, tăng áp lực nội sọ, đột quỵ não, tăng huyết áp nặng, bệnh mạch vành không ổn định và tiền sản giật và sản giật. Chống chỉ định tương đối của ketamine cho bệnh nhân cường giáp, phẫu thuật mắt và rối loạn tâm thần.
Về liều lượng của ketamin đó là liều khởi mê là từ 1 đến 3 mg một ký tiêm tĩnh mạch trực tiếp, liều liều tiêm bắp là từ 5 đến 10 mg một ký, liều an thần đó là từ không liều an thần là 0,2 mg một ký, liều giảm đau sau mổ đó là liều nạp là từ 0,15 đến 0,25 mg một ký, sau đó chuyển qua duy trì liều từ 0,125 đến 0,25 mg một ký trên giờ, nếu bệnh nhân có đau thắng chỉ. Về cuối cùng của thuốc mê tĩnh mạch là thuốc thiobentan. Về đặc điểm đó là thiobentan thì xuất hiện lần đầu tiên nhưng vào năm 1932 có công thức hóa học đó là 5-etin 5,1-metin buti ITO và butyric thiobentan tan nhiệt trong mỡ. Về dạng trình bày là sodium thiobentan nó được bào chế dạng bột khô màu vàng, dùng để pha với nước muối tạo thành dung dịch kiềm với pH là 10,8 và giữ được 24 giờ nên có thể, giữ được 24 giờ nên có thể gây hoại tử mô. BKA của thiobentan là 0,6. Về nồng độ khuyến cáo đó là 2,5% ở người lớn và 1% ở trẻ em. Về dược lực học của thiobentan đó là thuốc tác dụng trên receptor GABA, và đây là một cái protein xuyên màng với 5 đơn vị dưới nhóm bao quanh một kênh ion chỉ có CL trừ đi qua. Trên receptor này có sự hiện diện của phức hợp phân tử nhỏ là trong bám của benzodiazepine, barbiturate, steroid và một số thuốc chống co giật. GABA là vị trí ức chế dẫn truyền thần kinh, chủ yếu ở não và cả ở những vị trí trung gian trước hoặc sau synapse của hơn 50% số synapse trong cơ thể. GABA tác dụng lên trên receptor làm tăng lượng CL trừ vào trong tế bào, gây tăng phân cực và giảm tính kích thích thần kinh và ức chế sau synapse. Thiobentan còn có làm tăng tác dụng của GABA trên kênh. Về dược đồng học của thiobentan, thuốc được vận chuyển nhanh đến vị trí tác dụng và phân phối nhanh. Thời gian tiềm phục là 30 đến 40 giây, thời gian tác dụng là 5 tới 10 phút. Được chuyển hóa thuốc được chuyển hóa qua gan, oxy hóa bởi citochrome 4D450, thải qua thận và độ thanh thải là 250 ml trên phút. Thời gian bán thải nó là T1/2 alpha là 2 tới 5 phút và T1/2 beta là 11 giờ. Chất chuyển hóa không hoạt tính, tích tụ thuốc trong trường hợp tiêm, tích tụ thuốc trong trường hợp tiêm lại hoặc là truyền liên tục. Về tác dụng của thiobentan trên các hệ cơ quan, đầu tiên là trên hệ thần kinh trung ương thì nó ảnh hưởng của thiobentan lên hệ thần kinh trung ương liên quan chặt chẽ với liều lượng và tốc độ tiêm của thuốc. Thì sau liều khởi mê thông thường thì bệnh nhân mất tri giác rất là nhanh, khoảng 30 giây và ít bị kích thích bởi hai lý do, đó là não được nhận một lượng máu rất lớn và do thiobentan rất tan trong mỡ ở pH sinh lý nên thuốc được hấp thu nhanh qua hàng rào máu não. Thiobentan làm giảm chuyển hóa ở não và làm giảm tiêu thụ oxy não nên là giảm áp lực nội sọ, thay đổi lưu lượng máu não, thể tích máu não và áp lực tới máu não liên quan đến giảm sản xuất CO2. Về tác dụng thiobentan trên tim mạch, thiobentan ức chế co bóp cơ tim tương ứng với liều thuốc sử dụng. Thuốc còn làm giãn hệ tĩnh mạch, làm giảm hồi lưu tĩnh mạch về tim nên làm tụt huyết áp, giảm cung lượng tim, sức cản mạch máu ngoại vi thì ít bị thay đổi. Thuốc thiobentan làm tăng nhịp tim, gây tăng đáng kể tiêu thụ oxy cơ tim, làm tăng nguy cơ thiếu máu cơ tim ở những bệnh nhân có suy vành. Thuốc ảnh hưởng lên huyết động ở những bệnh nhân có giảm thể tích tuần hoàn và suy tim mất bù. Về tác dụng thiobentan trên hệ hô hấp, đó là thuốc gây ngưng thở thoáng qua sau khi sử dụng liều mua lớp thải mê, xuất hiện tình trạng 80% bệnh nhân, làm giảm tần số thở và thể tích thường lưu,
giảm độ nhạy với CO2 và oxy, ức chế nhẹ phản xạ thanh quản, tác dụng trên các hệ cơ quan khác, thì theobentan làm giảm lưu lượng máu đến gan và thận và không làm thay đổi sức co tử cung, thuốc qua nhau thay dễ dàng. Tác dụng phụ của theobentan là gây tụ huyết áp, ức chế hô hấp, hồi tử mô, và nếu chích thuốc hồi tử mô nếu chích thuốc ra bên ngoài mạch máu, nếu chích vào động mạch thì gây co thắt thiếu máu và đau, gây viêm tắc tĩnh mạch, co thắt thanh quản, phế quản và dị ứng. Về sử dụng theobentan trên lâm sàng được chỉ định để khởi mê, đặc biệt là trong tình huống cần khởi mê nhanh. Về chống chỉ định, đó là chống chỉ định tuyệt đối với bệnh porphyria dị ứng với barbiturat, chống chỉ định tương đối cho bệnh nhân suy gan, suy thận, suy tim, dẫn thấy tích tuần hoàn chưa điều chỉnh hoặc là hen cách nặng. Về sử dụng trên lâm sàng thì dùng để khởi mê là từ 5 đến 70mg bậc ký, do có nguy cơ tích tụ và hãy trừ chậm nên là không được coi là thuốc tốt nhất để duy trì mê. Thuốc được dùng để gây mê trong phẫu thuật thần kinh, nhưng do thuốc tích lũy nên khó làm hồi tỉnh nhanh để đánh giá thần kinh khi cần. Thuốc có tác dụng bảo vệ não, tránh các tổn thương não do thiếu oxy, dùng để phòng ngừa các biến chứng thần kinh. Thì sau đây và cuối cùng là cái bản tổng kết về các thuốc gây mê tĩnh mạch. Về đầu tiên là thuốc propofol, thì đây là thuốc được sử dụng cho hầu hết các bệnh nhân. Về liều sử dụng khuyến cáo đây là từ 1 tới 2,5mg bậc ký. Nếu người già hơn thì có thể sử dụng liều từ 1 đến 1,5mg bậc ký, nói về bệnh nhân có giảm thể tích hoặc là bệnh nhân có huyết động không ổn định, rối loạn huyết động thì sử dụng liều bé hơn, bé hoặc bằng 1mg bậc ký. Về cái thuận lợi của cái propofol này là thuốc tác dụng nhanh và thuốc có tác dụng mê nhanh và tỉnh nhanh, như chống ngứa, chống nôn và tác dụng diễn phế quản, chống co giật. Thuốc làm giảm chuyển hóa oxy não, làm giảm lưu lượng máu não và làm giảm áp lực nội sọ. Về cái tác dụng cần lưu ý đó là thuốc có thể làm giảm huyết áp tùy thuộc vào liều, và có thể suy hô hấp, có thể gây suy hô hấp, thuốc gây đau khi tiêm và có thể và có nguy cơ nhiễm khuẩn. Về phản ứng phản vệ thì hiếm gặp. Thuốc tiếp theo là etomidat, thì etomidat thì sử dụng cho bệnh nhân có tình trạng huyết động không ổn định, liều sử dụng là từ 0,15 đến 0,3mg bậc ký, và sử dụng đối với bệnh nhân mà có giảm huyết áp nặng thì liều sử dụng là 0,1 đến 0,15mg bậc ký. Về thuận lợi của etomidat, nó là thuốc đó là gây mê nhanh và tỉnh nhanh, thuốc giúp ổn định huyết động không có sự thay đổi của nhịp tim, huyết áp và cung lượng tim. Thuốc có tác dụng là chống co giật. Ngoài ra thì thuốc làm giảm chuyển hóa oxy não, giảm lưu lượng máu não và làm giảm áp lực nội sọ. Về các tác dụng cần lưu ý, đó là tác dụng không mong muốn cần lưu ý là thuốc có thể etomidat là có thể tăng nguy cơ gây buồn nôn và nôn sau mổ, gây đau, co giật cơ, và thuốc có thể ảnh hưởng đến tuyến thượng thận. Đối với ketamine thì được lựa chọn cho những bệnh ketamine thì lựa chọn cho những bệnh nhân mà có giảm huyết áp hoặc là có nguy cơ giảm huyết áp, như là ở những bệnh nhân bị có giảm huyết tích, bệnh nhân có xuất huyết, sốc nhiễm trùng hoặc là ở bệnh nhân có bệnh tim mạch. Về liều sử dụng của ketamine, nó làm từ 1 đến 2 mg ký. Đối với bệnh nhân mà có sử dụng thuốc chống trầm cảm 3 dòng thì liều sử dụng là 1 mg một ký. Đối với bệnh nhân mà có tụt huyết áp nặng thì có thể sử dụng liều từ 0,5 đến 1 mg một ký.
và liều tiêm bắt của ketamin là từ 4 tới 6 mg một ký. Về phân loại của ketamin, nó là thuốc có tác dụng nhanh, làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và tăng ngừng tim ở hầu hết các bệnh nhân. Thuốc có tác dụng là ngoài ra có tác dụng là giãn phế quản và kiểm soát được nhịp thở. Ưu thế của ketamin là có thể tiêm bắt, nên có thể tiêm bắt và tiêm tĩnh mạch. Cái tác dụng phụ còn lưu ý đó là thuốc sẽ gây tăng nhu cầu oxy cơ tim, nó sẽ gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp và tăng công lượng tim, nó có thể gây tăng áp phổi. Ngoài ra thì nó có thể làm tăng liều độc của cocaine và thuốc chống trầm cảm ra dòng lên tim mạch. Thuốc có thể gây ra tình trạng là tăng huyết áp, tăng nhịp tim, có loạn nhịp ở những bệnh nhân mà có u tuyến thượng thận. Và ketamin, ngoài ra thì ketamin gây ức chế cơ tim nhẹ. Đối với hệ thần kinh thì ketamin nó sẽ gây ra tình trạng là ảo giác, hoặc là ảo thính giác, xúc giác, gây tăng lưu lượng, gây tăng chuyển hóa oxy não và tăng áp lực nội sọ. Cuối cùng đó là methotrexate, đó là thuốc này được sử dụng cho bệnh nhân có liệu pháp bị điện giật. Liều sử dụng là 1,5 mg ký. Về cái tác dụng của thuốc này là thuốc có tác dụng chậm, nó làm giảm chuyển hóa oxy não, làm giảm lưu lượng máu não và giảm áp lực nội sọ. Cái tác dụng phụ còn lưu ý đó là thuốc có thể gây hạ huyết áp và siêu hấp, phụ thuộc vào liều, có thể gây co giật và đau khi tim và chống chỉ định ở những bệnh nhân mà có bị bệnh porphyria. Trình bày của em xin hết. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe. Đối với cái bài này á, về mặt ưu điểm của nhóm các bạn á, thì nhóm các bạn có tìm hiểu sâu về những cái ngoài cái thuốc mê tĩnh mạch, thì các bạn còn tìm hiểu sâu về những cái kiến thức của bạn, có sự cập nhật về những cái minh chứng cũng như là từ những cái nghiên cứu ở nước ngoài. Thì thường á, mình một cái trình bày của mình mà có những cái minh chứng kèm theo á, thì mang độ tin tưởng người ta sẽ tăng lên. Ví dụ như nhiều khi các bạn cũng nói một câu nói đó, nhưng mà nếu mà có minh chứng từ những cái nguồn nghiên cứu từ nước ngoài thì những minh chứng đó có thể nó mang cái tính chất là nó sẽ tin tưởng hơn. Và ở nhóm các bạn thì có một cái ưu điểm, đó là mình mở rộng ra được, tức là tìm hiểu những cái kiến thức nó mang tính chất rộng hơn và sâu hơn. Tuy nhiên thì ở cái nội dung thì phần này thì chỉ cần mong muốn các bạn nói về ngắn gọn thôi, tức là mình không cần phải nói sâu rộng quá nhiều, mình chỉ mang cái tính chất là thuốc mê tĩnh mạch là những cái thuốc gì, rồi những thuốc đó mình sẽ ứng dụng ra sao, rồi những thuốc đó nó sẽ ảnh hưởng lên từng cái hệ cơ quan như thế nào. Ví dụ như Romofon thì nó sẽ có tác dụng như thế nào trên hệ thống thần kinh, tim mạch và hô hấp. Mình nêu những cái ý chính nhất cho nhóm mình nắm được, cũng như là các bạn cũng nắm được. Chứ nếu mà mình nêu trong một khoảng thời gian, một chuyên đề ngắn, mà mình nêu quá dài thì cái lượng kiến thức cung cấp vô cho các bạn nó quá nhiều, làm cho các bạn không có thể nắm được những cái ý chính. Giống như là sau khi mà các bạn trình bày được hết tiếng rồi, các bạn nắm được cái ý gì trong bài này, ví dụ như vậy. Nên lưu ý những cái chuyên đề sau các bạn chỉ cần nêu vào trọng tâm bài: thuốc mê tĩnh mạch là gì, rồi thuốc mê tĩnh mạch này nó có tác dụng trên những cái cơ quan như thế nào và nó ứng dụng ra sao. Ví dụ ứng dụng ở liều an thần thì nó sẽ ứng dụng liều bao nhiêu. Ví dụ như Romofon nó ứng dụng khi khởi mê thì nó sử dụng như thế nào. Thì duy trì mê thì mình có sử dụng nó có khác so với liều khởi mê hay không. Rồi tương tự như vậy những cái thuốc còn lại. Còn các bạn mà nêu quá nhiều vậy, cái kiến thức nó rộng quá, có những cái kiến thức mình không có cần thiết để nhớ được hết. Không ai mà nhớ hết được cái những cái kiến thức qua một loạt cái chuyên đề các bạn trình bày như vậy hết. Nên các bạn lưu ý sau này mình làm những cái chuyên đề sau, mình làm ngắn gọn, xúc tích, đánh vô cái nội dung của cái chuyên đề của mình thôi.
Rồi, bài thuốc mê tĩnh mạch thì mình sẽ định nghĩa đầu tiên là thuốc mê tĩnh mạch là gì. Rồi sau đó các bạn sẽ đi từng phần. Ví dụ như Propofol thì nó sẽ có tác dụng trên thụ thể nào, nó ức chế hay là nó kích thích trên cái thụ thể gì. Rồi tiếp tục các bạn sẽ nêu tới cái tầng Thiobentan thì nó sẽ tác động trên thụ thể nào, nó tác dụng như thế nào. Rồi sau các bạn mới ứng dụng. Rồi ngoài cái bốn nhóm thuốc các bạn vừa kể thì cái benzodiazepine cũng được gọi là trong cái nhóm thuốc mê tĩnh mạch nữa bạn. Ngoài ra nó còn một cái nhóm thuốc được gọi là để chị nhớ cái tên thuốc đó coi. Trong cái nhóm là benzodiazepine và cái nhóm detodine. Bạn nào nhớ nhớ cái nhóm đó, chị quên cái tiêu cái đọc cái nhóm đó rồi ta. Vậy thưa cô là dextromethorphan đúng không chị? À đúng rồi. Cái nhóm đó là cũng là một trong những nhóm thuốc được xếp vào thuốc mê tĩnh mạch đó bạn. Nhưng mà chủ yếu của mình ở đây thì hai cái nhóm kia thì mình không có kể. Nhưng mà mình nói thêm cho các bạn nghe thôi. Còn mình chủ yếu là bốn nhóm thuốc này nè. Các bạn trình bày vắn tắt thôi. Mình không phải đi sâu, đi rộng, đi dài như vậy nữa. Giống như là cái nghiên cứu mà nghiên cứu giữa cái Propofol và cái thuốc mê hô hấp á, cái đó là bên phẫu thuật tim rồi, các bạn đâu khi nào mà đi đến tới phẫu thuật tim đâu mà mình dẫn chứng cái nghiên cứu đó vào. Ví dụ như các bạn có tìm được những nghiên cứu thì những nghiên cứu nào có thể ứng dụng cho các bạn thấy được trên lâm sàng á. Còn phẫu thuật tim thì nó chuyên biệt về một cái tim mạch nó lớn hơn rồi. Rồi, thuốc mê tĩnh mạch là gì các bạn trả lời đi. Chị quên cái tên đó. Rồi định nghĩa nó trước. Nói qua rồi các bạn nào có nhớ được cái gì trong bài này không? Dài quá đó các bạn, chuyên đề mình trình bày ngắn gọn thôi. Vậy chị, thuốc mê tĩnh mạch là thuốc thường được sử dụng ở đường tĩnh mạch nhằm cho tác dụng đó là gây mất ý thức, giảm gây mất ý thức, mất cảm giác và mất phản xạ của bệnh nhân. Thuốc gây ức chế hệ thần kinh trung ương có hồi phục ở liều điều trị. Nói chung lại là gì? Dạ là thuốc gây mê cho bệnh nhân sử dụng đường tĩnh mạch. Đúng rồi. Đó là cái nhóm này dông dài là vậy đó. Mình chỉ cần nói ngắn gọn xúc tích thì nhóm mình học xong cái bài này mình biết được cái gì. Chứ không phải là quan trọng các bạn tìm tài liệu quá nhiều mà các bạn đưa một lượng kiến thức quá lớn không ai nhớ được. Được chưa? Các bạn trình bày làm sao mình ngắn gọn xúc tích, mình nêu được cái ý chính để người ta nắm được. Mục đích của mình trình chuyên đề là mình trao đổi với nhau để mình cho các bạn một cái hệ thống kiến thức lại những cái ý chính nhất. Chứ không có dựa vào sách dở quá nhiều mà các bạn nêu. Ví dụ như bạn vừa trình bày hết vậy này, giờ câu hỏi là tướng quân các bạn nhớ được động lại trong đầu được cái gì. Quan trọng là cái điều đó ha. Sau này mình trình bày cái gì cũng ngắn gọn xúc tích thôi. Rồi, về ưu điểm của thuốc mê tĩnh mạch so với thuốc mê hô hấp thì các bạn có được những ưu điểm gì? Dạ chị, ưu điểm của thuốc mê tĩnh mạch so với thuốc mê hô hấp là nó an toàn, nó dễ kiểm soát hơn. Thời gian tỉnh mê của bệnh nhân nhanh hơn, thời gian tỉnh của bệnh nhân cũng nhanh hơn. Ngoài ra thì cái ưu điểm của ngoài ưu điểm của tĩnh mạch đó là so với hô hấp là nó không gây ô nhiễm môi trường, với lại là người bác sĩ gây mê cũng không phải thích phải thuốc mê. Có đó. Rồi đó. Dạ. Tốt hơn mình kiểm soát bằng gì? Dạ, thuốc mê tĩnh mạch mình kiểm soát bằng gì mà mình dễ kiểm soát hơn thuốc mê hô hấp? Nói ngược rồi đó. Thuốc mê hô hấp thì các bạn có thể đo lường bằng cái nồng độ, còn thuốc mê tĩnh mạch các bạn bơm vô các bạn có biết được cái nồng độ nó đi vô được như vậy không? Nó có đo lường từng người được bao nhiêu không? Dạ, do thuốc mê tĩnh mạch mình có thể theo dõi cái độ mê bằng cái biết đó chị. Biết ở đâu có?
Có phải ở cơ sở nào các bạn thấy được cơ sở nào có biết? Cái đó em tìm hiểu thôi chứ em chưa thấy. Biết là chỉ người ta đo được cái độ mê thôi nha. Tức là thuốc mê hô hấp và thuốc mê tĩnh mạch đó, cái biết nó để đo được cái độ mê thôi, chứ không phải là nó đo được cái nồng độ thuốc mê tĩnh mạch bằng cái biết. Mình đang hiểu sai đó. Nghe kịp chưa? Biết là để người ta đo cái độ mê của một cái người bị mà đang bị gây mê á, có thể là đang mê bởi thuốc mê hô hấp hoặc là thuốc mê tĩnh mạch. Nhưng mà đối với thuốc mê tĩnh mạch các bạn, nó có một cái nhược điểm là nó khó đo lường nồng độ. Thì các bạn đâu khi nào cho một cái lượng thuốc vô, các bạn đâu có biết được cái nồng độ đó đạt đỉnh ở người một cái người đó là bao nhiêu. Và khi các bạn tính tiền không phải là dựa theo kilo cân nặng không, mà mình đưa vô là nó sẽ đạt một cái đỉnh mức duy nhất, ai cũng giống nhau, mà tùy vào từng người đó nó tác động lên cơ thể nó khác nhau. Nên đối với thuốc mê tĩnh mạch đó, nó có một cái nhược điểm là nó khó đo lường tại các cái vị trí tác dụng. Giống như nhiều khi các bạn đưa một lượng thuốc vô vậy, ở người này nó sẽ không có dự đoán được cái độ mê nó sâu hay nông của người này như nào. Nên mình có. Còn đối với thuốc mê hô hấp á, thì ngược lại người ta có thể đo bằng cái mắt của bệnh nhân á. Có những cái dòng máy nó sẽ đo được cái độ mắt của bệnh nhân, tức là mình đo được cái nồng độ thuốc mình đưa vào và mình đo được cái mắt của bệnh nhân đang là bao nhiêu, thì nó sẽ ngược lại với thuốc mê tĩnh mạch. Và thuốc mê tĩnh mạch đó thì nó có ưu điểm là gì, nãy nói gì, thức tỉnh nhanh sau một cái liều bolus là đúng rồi, không gây ô nhiễm môi trường là đúng rồi đó, là tại vì thuốc mê hô hấp á nó còn bị rì rỏ ra bên môi trường bên ngoài, mình phải hít phải đó. Và ngoài ra nó có tác dụng phụ gì mà kèm theo mà mình lấy cái tác dụng đó có thể là một cái tác dụng điều trị trong lâm sàng. Dạ, có tác dụng là an thần giảm đau chị. Rồi vậy thuốc nào, thuốc mê tĩnh mạch nào có tác dụng giảm đau? Dạ là ketamin cho tác động thụ thể NMDA. Rồi nãy nè, tiêu hết 4 thuốc rồi, cho chị biết cơ chế tác dụng của Romofon nó tác dụng lên thụ thể nào. Dạ là do nó ít gây nôn sau mổ á chị. Không gây buồn nôn. Dạ không gây buồn nôn sau mổ. Dạ nó là một cái lợi ích của thuốc mê tĩnh mạch đó. Dạ. Rồi trong thuốc mê tĩnh mạch này là các bạn vừa kể 4 thuốc đó đúng không? Đọc lại 4 cái thuốc đó cho các bạn nghe đi, cho các bạn hình dung lại cái bài trình bày quá dài. Giờ đầu tiên là có 3 thuốc ức chế tác dụng, 3 thuốc tác dụng lên kênh GABA bao gồm có Romofon, Etomidate. Kích thích. Nói vô đẹp. Cho dạ. Đúng. Ừ mình nói sai hết luôn á. Dạ dạ, là có 3 thuốc kích thích lên kênh GABA, đó là gồm có Romofon, Etomidate và Thiobentan, và thuốc còn lại là có tác dụng là ức chế thụ thể NMDA, đó là ketamin. Rồi. Trong cái nhóm thuốc mà 4 thuốc mà các bạn vừa kể, thuốc nào có chống chỉ định cho bệnh nhân suy tuyến thượng thận? Dạ là thuốc Etomidat. Tại sao? À, dạ là do nó ức chế cái tiền chất là 11 beta hydroxyla. Cái tiền chất đó nó tác dụng nó chuyển hóa nên từ một cái chất sang cortisol. Dạ. Thuốc mà mình sử dụng thuốc mê tĩnh mạch nào, thuốc nào có tính chất gây mê phân ly? Dạ chị làm như là nó là thuốc ketamin. Rồi thuốc nào có gây tình trạng ảo giác của người bệnh? À, cũng là nó luôn á chị. Ừ. Rồi. Rồi trong cái nhóm thuốc các bạn vừa kể, thuốc nào có tác dụng gây ngủ và có chức năng bảo vệ não, người ta khuyến khích dùng trong những phẫu thuật thần kinh. Đúng em? Dạ vậy nghe chị. Là dạ, em trả lời luôn nha chị. Ừ. Dạ, đó là thuốc Romofon, Etomidate, chứ ngoài ra có thể sử dụng Thiobentan. Thì sao ketamine ta xài được không? Dạ không, do
ketamine nó gây tăng áp lực nội sọ nên không sử dụng cho bệnh nhân phẫu thuật thần kinh được. Còn ba hàng còn lại thì nó ghi là giảm áp lực nội sọ. Và trong ba cái thuốc em vừa kể, thường người ta sẽ sử dụng cái thuốc nào trong những phẫu thuật thần kinh nhiều ta khuyên dùng luôn á? Dạ em nghĩ là Robofon, tại mấy kia đây không có hàng. Không, mình đang nói về thuốc mà ở đây thì các bạn chỉ có Robofon thôi, làm gì có mấy thuốc khác. Nhưng mà trong bốn nhóm thuốc các bạn vừa kể nè, qua từng nhóm thuốc nha, trong Robofon, sau khi các bạn đã trình bày hết rồi, đáng đúng ra các bạn phải trình bày tác dụng trên hệ thần kinh nó như thế nào, là tác dụng trên hô hấp, trên tĩnh mạch, các bạn phải cho nó ra những cái ý chính. Thì giờ thôi các bạn coi slide lại, nhóm này nó ghi cũng cụ thể, nó ghi còn nhiều còn dư nữa. Rồi vậy cái ứng dụng của Robofon các bạn ứng dụng như thế nào? Ví dụ như nó để khởi mê thì mình sử dụng sao, duy trì mê thì sao, an thần thì như mục đích như thế nào? Tại vì nãy mình nói qua tới hội chứng truyền Robofon á, vì tại sao mà nó dính cái hội chứng đó, vì do cái cách các bạn sử dụng như thế nào mà sao nó người ta sợ tính hội chứng đó vậy. Vậy các bạn phải biết được trong quá trình khởi mê, duy trì mê người ta làm sao mà lại sao mà người ta sợ là có hội chứng Robofon. Vì bình thường mình xài khởi mê mình có xài nhiều không để nó bị hội chứng truyền Robofon hay không, mà mình không có nói được cái cách dùng của Robofon mà mình đi nói đến tới hội chứng truyền Robofon luôn rồi. Rồi giờ mình nêu cách ứng dụng của nó đi. Nghe kịp không? Nghe kịp không Luân? Dạ, dạ kịp chị. Rồi mình nêu lại ý chính cho các bạn nói được. Dạ là nếu mà cái liều Robofol mà em thấy sử dụng trên lâm sàng mình pha ra nè, khởi mê sử dụng như thế nào nè, duy trì mê sử dụng như thế nào nè, liều an thần sử dụng như thế nào nè. Dạ liều khởi mê đó là sử dụng liều là từ 2 tới 2.5 mg/kg á chị. Dạ sử dụng với cái liều đó nó có bị hội chứng truyền Robofol không? Dạ không chị. Tiếp. Dạ. Còn với đối với cái liều duy trì mê đó là nếu mà bệnh nhân mà khỏe mạnh mà dưới 55 tuổi á, thì liều trị nó là từ 100 đến 200 mg/kg một phút. Dạ. Tương ứng với liều sáu tới 12 mg/kg trong một giờ. Còn nếu mà người trên 55 tuổi hoặc là cơ địa suy yếu á, thì liều có thể em nói cái liều đầu tiên nó lại. Dạ, liều của duy trì mê hả chị? Ừ. Dạ là liều từ đối với bệnh nhân khỏe mạnh mà dưới 55 tuổi thì liều từ 100 đến 200 mg/kg trong phút. Microgram hay là miligram? Dạ, microgram. 6 hả? Dạ, nếu là tương ứng với liều tương ứng nó 6 tới 12 mg mật ký trong 1 giờ. 6 đến 12 mg trên ký trên giờ. Tiếp. Dạ. Dạ. Còn đối với mà bệnh nhân mà cao tuổi hoặc là cơ địa suy yếu thì liều giảm phân nửa chị là từ 50 tới 100 mg/kg trên một phút, tương ứng với 3 đến 6 mg/kg trên giờ. Nói chung là khi mà người ta sử dụng cái liều duy trì mê các bạn, thì người ta sẽ giảm liều so với liều ban đầu ở một người. Người bệnh ví dụ như các bạn sử dụng khởi mê thì khi mình duy trì mê thì mình sẽ giảm khoảng 25% so với liều ban đầu. Rồi tiếp liều an thần. Liều an thần em. An thần thường người ta sử dụng Robofon trong an thần trong những bệnh nhân thở máy tránh bệnh nhân bị chóng máy nằm ở ICU á. Sao ta?
Dạ thưa cô, liều an thần khởi đầu là 0.5 đến 1 mg trên kg, sau đó thì sẽ duy trì là 0.5 đến 4 mg bạch ký trên giờ. 1 đến 2 microgram hả em? Dạ thưa cô, là liều khởi đầu an thần là 0.5 đến 1 mg trên kg, sau đó thì sẽ duy trì là 0.5 đến 4 mg trên kg trên giờ. Rồi, chống nôn. Chống nôn ta xài liệu sao? Nhưng mà giống như chị nói bữa đi các, thì không ai mà đi dùng rượu phone để cho bệnh nhân chống nôn hết, trừ chỉ trường hợp bệnh nhân mà nôn kháng trị thì mới sử dụng thôi. Rồi, vậy nãy cho chị hỏi Robofol người ta pha cái dung dịch, nhũ dịch nó có gì chẳng vậy? Đây là thuốc tan trong mỡ đúng không? Dạ. Vậy người ta pha chẳng có trong dung môi có gì vậy mà mình thấy nó màu trắng sữa vậy? Dạ, là do trong đó nó có chứa lecithin, glycerol với dầu đậu nành đó chị. Rồi gì nữa? Dạ, ngoài ra thì có thể thêm các chất kiềm khuẩn như là ETA hoặc là sunfit. Để người ta đặt ra một câu hỏi nè. Nếu một người bệnh vô cái mình khai thác ra có tiền sử diễn với trứng, người ta nói là trong Robofol nó có một cái hoạt chất trong Robofol nó chứa đó là phosphatid của trứng. Vì bệnh nhân này nè được khai thác tiền sử là bị dị ứng trứng, vậy mình có được xài rượu phân dịch rượu như này hay không? Dạ là không mới chị, do là có chống chỉ định, tại vì chống chỉ định của rượu phân là bệnh nhân có dị ứng trứng sữa. Phải đấy nghe, nếu mà ở những cơ sở y tế ở tiếng trên đó, thì người ta có những cái cơ sở y tế nó test ra là bệnh nhân dị ứng thì dị ứng với những thành phần nào của thuốc luôn, thì mình mới biết được là bệnh nhân test thử là bệnh nhân đó có dị ứng với Romofon hay không. Nhưng mà người ta thấy rằng những bệnh nhân mà có tiền sử dị ứng với trứng các bạn, thì người ta thấy rằng những cái albumin mà gây dị ứng trứng đó, thì nó thường nằm ở lòng trắng trứng, nhưng mà cái lecithin của trong Romofol nó được tiết xuất thì nguồn gốc nó là từ cái lòng đỏ trứng, nên thường những bệnh nhân mà có dị ứng trứng thì mình cũng sẽ test test coi những bệnh nhân này có dị ứng với Romofol hay không, mình cân nhắc sử dụng. Còn nếu những cơ sở y tế mà tiếng ở trên thành phố người ta có luôn cái test, các bạn test cái dị nguyên của những cái thuốc coi nó có dị ứng hay không, chứ không phải ca nào dị ứng trứng mình cũng không được xài ha. Không được xài thì vô mình cũng đâu vô mình xài. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Chị ơi cho em hỏi cái là cái gây mê chị là mục đích để cho bệnh nhân mê. Vậy nếu trong trường hợp bệnh nhân mà cần phẫu thuật mà bệnh nhân đã mê rồi á, thì mình có mê nữa không? Với lại cho em hỏi là trường hợp mà mấy cái trường hợp mà phẫu thuật mà bệnh nhân chết não rồi mà phẫu thuật lấy tạng á, là mình có gây mê gì đúng không chị? Này không? Bệnh nhân mê rồi mình có sử dụng thuốc mê nữa không?